Trường ơi, về câu chuyện giữa anh và vợ anh bây giờ thì rất là suôn sẻ, nhưng mà cho em hỏi là cái cảm giác lần đầu tiên khi mà chắc anh phải đến nhà đàn gái chứ đúng không ạ? Dạ, cái cảm giác đầu tiên khi anh đến anh gặp gia đình bên đàn gái thì anh suy nghĩ sao ạ? Thật sự ra khi mà mình đến nhà cô ấy lần đầu tiên thì không có sự cố gì cả, bởi vì điều đơn giản là lúc đó bố mẹ của cô không biết mình hai đứa yêu nhau. Khi biết yêu nhau rồi thì anh có sau một thời gian thì cô ấy mình cũng dục cô ấy là thôi bây giờ cứ lên tiếng đi, bởi vì thật sự ra các bạn biết là yêu nhau mà đi chơi thì cũng không dám đi nữa, và đi ngoài đường thì sợ bị người quen nhìn thấy. Mà người quen của mình nhìn thấy thì không sao, nhưng mà người quen của cô ấy nhìn thấy là rất là to chuyện, thì mình rất là sợ cái đó. Và mình nói là thôi bây giờ đã yêu nhau thì cũng phải như thế nào đó cho nó đường đường chính chính. Nhưng mà khi mà cô ấy công bố với bố mẹ một cái thì giống như là mình nghĩ là lúc đó hình như là sóng thần Indonesia năm 2002 thì phải. Nó rất là cao, và cái vụ mà nổ vừa rồi mà nó nổ nhà máy hạt nhân ở Fukushima của Nhật Bản thì nó còn cao, đối với mình là nó chấn động không có bằng như đó. Và bao nhiêu cái ý niệm và bao nhiêu cái tốt đẹp mà hai đứa đang nghĩ về một tương lai hầu như nó sụp đổ. Và sau cái chuyến đó thì mình với cô ấy có thể là lúc đó với là những cái biến cố gia đình của mình nữa thì mình hai đứa cũng quyết định là đã quyết định chia tay một thời gian cũng hơn một năm trời. Và thực sự đó bây giờ mình vẫn cảm nhận là mình hay bảo với vợ mình bây giờ, em công nhận em lì. Nếu mà thực sự em không lì mà em không thuyết phục anh thì có lẽ là hai đứa mình sẽ không bao giờ để được với nhau. Và thực sự trong những cái năm trời, năm tháng ấy thì mình cũng rất là đau khổ. Nhưng mà với là mình là con trai thì đôi khi mình phải tìm những cái khác để mình khỏa lấp đi. Nhưng mà cô ấy vẫn một mực là tìm đến với mình và nói, chia sẻ với mình những cái. Và sau một thời gian mình bảo là bây giờ mình không có đường lui rồi, mình không có yêu ai được nữa, bởi vì cô ấy bủa vây mình rồi. Và cuối cùng thôi, mình nghĩ đó là cái duyên số. Đó là giống như là cái nghiệp của mình á. Thôi cực thì ráng mà chịu. Như vậy chúng ta đã học được chiêu của anh Trường là chiêu, một cái chiêu đặc biệt là rù rì, và chiêu của người yêu anh là lì, đúng không ạ? Đã hai chiêu này gặp nhau thành ra rất là hợp, và nhờ vậy là anh đã thành công trong cái đấu tranh cho tình yêu của mình. Và hôm nay thì với đông đủ khán giả yêu mến, thì bây giờ anh có thể chia sẻ hay là có nhắn gửi gì với những người mà đồng cảnh ngộ như mình? Thật ra thì cái chuyện mà về tình yêu á, mà nhắn gửi thì nó cũng khó, bởi vì bảo là chứ ai định nghĩa được tình yêu đúng không? Bởi là nó mô hình bạn trạng á. Mà nên á là mình chỉ nói với các bạn khuyết tật. Thứ nhất là các bạn phải, như hồi nãy anh có nói, là các bạn phải hòa nhập tốt với cộng đồng. Đó là một cái điều mà các bạn, bởi vì thật sự ra mà đối với những người con trai, nhất là những con trai mà đi lấy con gái người ta đó, thì bây giờ ngày xưa mà khi mà bố mẹ vợ mình á mà nặng lời với mình á, bây giờ mình cũng cảm thấy là bỏ qua được, bởi vì thực sự ra ai cũng thương con cả, mà đặc biệt là con gái khi đi lấy chồng. Giả sử như người ta không biết cái người khuyết tật đó họ sẽ làm ăn như thế nào, họ sống với con mình đã làm sao, và họ cứ nghĩ là một ngày nào đó con gái họ phải cực khổ trước một cái người chồng như vậy, thì điều chắc chắn mà các bạn, nhất là các bạn nam, trước tiên các bạn phải hòa nhập với cái cộng đồng, và các bạn phải sống, các bạn phải tự lo cho bản thân mình được cái đã. Rồi xong các bạn phải chứng tỏ cho cái người mình yêu họ thấy là các bạn có bản lĩnh vượt qua cái nghịch cảnh như thế nào. Rồi từ từ các bạn sẽ chinh phục những cái người khác. Chứ còn nếu như các bạn, bản thân các bạn không hòa nhập được, các bạn không tự tin được trong cuộc sống, thì đừng có nói là cái chuyện mà cái người đó, đừng có nói là cái chuyện gia đình bên nhà vợ chấp nhận, mà bản thân cái người bạn gái họ cũng coi thường mình thì họ không chấp nhận. Thì tất nhiên đó là cái người con trai, còn người con gái thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Và một điều mà mình luôn luôn tâm niệm đó là cái sự công việc là một chuyện, và cái sự cuộc sống mà các bạn cần phải chân thành. Các bạn sống phải rất thật, không được dối trá, bởi vì nếu như các bạn đã có một cái điểm yếu rất là cố hữu rồi mà các bạn không thể vượt qua được, mà các bạn đánh lừa bạn gái của mình, đánh lừa nhà bạn gái của mình, các bạn sống dối trá, thì khi mà phát hiện ra được cái điều đó thì người ta không còn gì bấu víu nữa cả. Thì lúc đó các bạn sẽ bị mất tất cả và các bạn bị sụp đổ hết.
thì cái điều là mình nói với các bạn có hai điều. Điều thứ nhất là các bạn phải hòa nhập tốt với cộng đồng để chứng tỏ cho cộng đồng thấy là mình vẫn là một thực thể sống được và sống tốt. Và cái thứ hai là các bạn sống phải rất chân tình và rất là thẳng thắn, đừng có bao giờ dối trá, đừng có bao giờ lừa ai cả. Cảm ơn anh Trường. Qua câu chuyện của anh Trường thì chúng ta rút ra được một điều, đó là ngoài những điều như Trường nói là tình yêu chân thành, sống thật với lòng mình, thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng có một cái định kiến của xã hội nó thể hiện rõ ở chỗ này. Tức là mặc dù khi nhìn thấy được người khuyết tật với những cái khả năng, với những cái giá trị riêng của họ rồi, thì lúc đó là gia đình hoặc là xã hội thì công nhận những cái tài năng đó. Thí dụ như những khả năng kiếm sống, những khả năng sống độc lập của anh Trường thì gia đình và xã hội thấy rõ, thì lúc đó lại không có vấn đề gì, vẫn tôn vinh, vẫn khen ngợi. Nhưng mà nếu mà khi mà biết được, ý định được là anh muốn là người con rể trong gia đình, muốn tiến tới hôn nhân với con mình, thì lúc đó lại có một thái độ hoàn toàn khác. Đó là một cái ý mà chúng ta muốn nêu lên ở đây, muốn nhìn thấy ở đây qua cái câu chuyện của anh Trường. Và cũng rất vui là được chia vui với anh Trường, với gia đình, là anh đã vượt qua được mọi khó khăn với cái sự chân thành và sự bền bỉ của hai người. Đã bây giờ thì đã xóa được những cái định kiến rồi và hai người đang rất là hạnh phúc. Một lần nữa xin chúc mừng hạnh phúc của anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến và chia sẻ với chương trình. Cảm ơn các bạn. Rất tiếc là vợ anh Trường hôm nay phải ở nhà lo cho thiên thần bé nhỏ nên là không đi cùng với anh Trường được. Hello. Hôm nay là bà xã mình con vừa mới được, hôm nay là nhỏ nha, 23, là 2 tháng 10, 11 ngày. Và điều đặc biệt nữa là con gái mình sinh cùng ngày sinh nhật với mình. Chúng ta cho một tràng hôm nay là bà xã mình không đi được thì cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Chúng tôi có một bó hoa xin đến anh Trường thay cho lời cảm ơn về những chia sẻ của anh. Và các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam, nếu như mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là chúng ta muốn có nhiều bí quyết hơn thì xin vui lòng liên hệ với anh Trường. Nếu không có thông tin thì xin vui lòng liên hệ với tôi sẽ cung cấp thông tin cho.